Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy hướng dẫn ta giải cái dạng toán chứng minh biểu thức chia hết bằng phương pháp quy nạp toán học. Thế trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn ta giải 6 ý. Từ cái bài toán dạng biểu thức đại số này và một cái dạng mà đây là đa thức này, ta dạng đa thức. Và đây là dạng chứa mũ. Thì hai cái dạng này có khác nhau một chút xíu. Thì thầy sẽ hướng dẫn ta từng dạng một. Trước tiên đi vào IA này. IA. Để đơn giản thì ta gọi luôn P, PN đi. PN bằng N qua cộng với 11 N là chết. Cho 6, ok. Thế tương tự như cái bài toán chứng minh đẳng thức ấy, thì chúng ta sẽ phải làm hai bước. Bước thứ nhất là với N bằng 1 là giá trị nhỏ nhất mà thuộc cái tập mà N thuộc, đúng không? N thuộc N sao, vậy giá trị nhỏ nhất là bằng 1. Thì ta sẽ thấy là P1 này. P1 bằng bao nhiêu? P1 bằng 1 mũ 3 cộng với 11 nhân với 1. Đương nhiên là chúng ta là bằng 12 rồi. 12 thì chắc chắn là chia cho mấy? Chia cho 6. Cái này đúng, đúng chưa? Đúng. Vậy thì biểu thức đúng hay là nó gì? Nó đúng cái thằng này này, đúng với, hay mệnh đề đúng được, đúng với n bằng 1, được chưa? Bây giờ ta giả sử mệnh đề đúng với gì, n bằng k, tức là sao? Tức là ta có này, ta có pk bằng gì, k mũ 3 cộng với 11k chia hết cho 6. Đó, đây là giả thiết quy nạp toán học. Thế với dạng này thì bắt buộc ta sẽ biến đổi, ta phải chứng minh là trước tiên là chứng minh đã, rồi chúng ta phải chứng minh là đúng với n bằng k cộng 1. Tức là ta phải chứng minh PK cộng 1 bằng gì? Bằng K cộng 1 mũ 3 cộng với 11 nhân với K cộng 1 này. Thằng này này cũng phải chia hết cho 6. Đó. Thế thì với cái dạng này chúng ta phải phải tìm chúng ta dạng tổng quát chúng ta phải làm thế nào đó để biến đổi cái thằng PK cộng 1 này này bằng một cái hằng số A nhân với PK cộng một cái số B nào đó. Số B này cũng chia cho gì? Cho một cái số ta cần chứng minh với chia 6. Thì đương nhiên APK này, PK chia cho 6 thì APK chia cho 6. Dạng ta phải biến đổi như vậy. Ok. Thế ta hướng như vậy thì ta sẽ có này. Từ đấy suy ra này, ta có PK cộng 1 bằng K cộng 1 mũ 3 cộng với 11 nhân với K cộng 1. Ta khai triển hằng thức thôi. K mũ 3 cộng với 3K bình cộng 3K cộng với 1 cộng với 11K cộng 1 cộng 11. Ok. Rồi ta hướng về cái thằng PK này. PK đó K mũ 3 cộng với 11K thì K mũ 3 cộng 11K này bằng này. K mũ 3 cộng với 11K. Đấy là thằng PK chúng ta. Ok. Thế còn lại này chúng ta thấy này. Ở đây thì chúng ta cộng với 1 cộng với 11 thành 12 luôn này, cộng với 12 nữa này. Cộng tiếp này. Chúng ta cộng tiếp này. Ở đây thì ta có 3k ra ngoài nhân với k cộng 1. Đó, ta nhìn đây. Ok chưa? Đấy. Thế thì ở đây cho chúng ta đây biến đổi. Thì ta có này, ta thấy này. Thằng này chính là PK bằng luôn này, bằng
PK. Thằng đầu tiên là PK cộng với 12 cộng với 3 K nhân với K cộng 1. Bây giờ ta thấy này, hay ta có này, ta có PK là chia hết cho gì? Cho 6. Đây là giả thiết đây, giả thiết đây. Đây đây này, ok. Tiếp tục này, 12 thì đương nhiên là chia hết cho gì? Cho 6. Thế còn cái biểu thức 3K nhân K cộng 1 thì ta có K nhân với K cộng 1 này là gì? Là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Liên tiếp đúng không? Nên là nó gì? Nó sẽ là một số chẵn. Mà là số chẵn ấy thì đương nhiên là K nhân với K cộng 1 này sẽ chia cho 2. Đấy. Và hay nói cách khác là 3 nhân với K cộng 1 này sẽ chia 6, chia cho 6. Ok. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy này, PK chia cho 6 này, 12 chia cho 6 này và đằng sau chia cho 6 thì đương nhiên lúc này ta suy ra PK cộng 1 sẽ chia hết cho 6. Đấy, và điều này suy ra điều phải chứng minh. Ok. Đó, cái mà chúng ta cần phải chứng minh đã xong. Được chưa? Rất là đơn giản, chúng ta thấy cần phải chứng minh biểu thức chia hết đó là như vậy. Tương tự cho IB. Tương tự IB. IB đây, ta gọi là PN đây thì bằng N mũ 3 cộng với 3 N bình cộng với 5N. Này chia cho gì? Chia cho 3. Rồi. Thứ nhất, tạm với N bằng mấy? Với N bằng 1. Bao giờ là giá trị của N nhỏ nhất? Thế với N bằng 1 ta có P1. P1 bằng bao nhiêu? 1 mũ 3 này cộng với 3 nhân với 1 bình phương này cộng với 5 nhân với 1 này bằng này. Đây chúng ta sẽ là mấy? 1, 8, 9. 9 thì đương nhiên là chia cho 3 rồi. Đấy. Vậy thì nó đúng với N bằng 1. Tiếp tục này, giả sử đúng với N bằng K. N bằng K. Rồi. Tức là ta có, ta có này. Ta có PK bằng K mũ 3 cộng với 3 K bình phương cộng với 5 K là chia hết cho 3. Rồi, ta phải chứng minh từ cái giả thiết đây chính là giả thiết quy lạp đấy. Ta phải chứng minh, ta chứng minh đúng với gì? N bằng K cộng 1. Ok. Tức là ta phải chứng minh gì? N là K 1 tức là P K cộng 1 bằng gì? K cộng 1 mũ 3 cộng với 3 K cộng 1 bình phương cộng với 5 K cộng 1 này cũng chia cho 3. Đấy. À, chứng minh này. Thế thật vậy này, ta có này. Thật vậy, ta có. Đây, ta đi chứng minh đây. PK cộng 1 bằng K cộng 1 mũ 3 cộng với 3 K cộng 1 bình phương cộng với 5 K cộng 1. Ok, biến đổi hằng thức chốt bằng. Ta nhớ này, chúng ta nhìn về cái chỗ PK nha. Trước tiên ta thấy K hằng thức K mũ 3 cộng với 3 K bình cộng với 3 K cộng 1 này. Đây, cộng với này, hằng thức này, 3 K bình cộng 2 K cộng 1 này, cộng với 5 này, nhân với K cộng 1. Ok. Đấy. Nhân tung ra. Nhân tung ra và những cái gì mà liên quan đến chỗ K mũ 3 cộng 3 K bình cộng 5 K này, K mũ 3 này. K mũ 3 được chưa? Cộng với 3 K bình này, cộng với 3 K bình này,
Rồi, cộng với 5k này, cộng với 5k là để nguyên này, thành một cụm này. Tiếp tục với 3k đây thì đây còn 3k bình nữa đúng không? 3k bình thì cộng với này 3k bình này. Ok. Thằng này cộng bao nhiêu đây? 5k rồi đấy, cộng với 3k. Rồi thằng này nhân lên là 3, 31 là 3. Đúng không? 4 cộng với 9. Rồi, cũng tương tự như vừa rồi thôi, đây thằng PK rồi. Cộng với 3k nhân với k cộng 1. Cộng với 9 rồi. À 9 thì đương nhiên ta thấy này, ta thấy. Thứ nhất là PK thì chia cho gì? Cho 3, đây là giả thiết, đúng không? Tiếp tục này. 9 cũng chia hết cho 3. Thế còn k nhân với k cộng 1 ấy là hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2. Vì vậy suy ra 3 nhân với k cộng 1 này. À mà nó cần gì phải đây chia cho 3 mà, đúng không? Ồ cái chỗ này có phải chia cho 6 đâu mà biến đổi thế nhỉ? Đây, bỏ qua, cứ tưởng chia cho 6 rồi. Xin lỗi. Ở đây chúng ta bị nhầm một chút, thấy luôn đây. Không cần phải biện luận nữa. Rất đơn giản thôi. Là 3 k nhân với k cộng 1 cũng chia cho 3, đương nhiên chia cho 3 rồi, đúng không? Mình 3 nhân mà. Vậy từ hai thằng này suy ra PK cộng 1 chia hết cho 3 suy ra điều phải chứng minh, đúng không? Đây thằng này là theo giả thiết quy nạp chia cho 3 nhá. Thằng này đương nhiên nhân với 3 thì phải chia cho 3, 9 thì chia cho 3, tổng 3 số chia hết cho 3, đương nhiên nó là một số chia cho 3 rồi. Đấy, rất là đơn giản. Ok. Đấy chưa? Đấy ý B liên quan đến là chúng ta chứng minh một cái đa thức bậc n đúng không? À, của n bậc 2 bậc 3 gì đó. Sau này bậc nào cũng được thôi, chúng ta biến đổi như vậy. Đấy, rất đơn giản. Tiếp tục sang ý C, ý C chúng ta thấy là đây là một cái biểu thức mà chứa hàm mũ à, mũ tức là A mũ N đấy. Thì chúng ta là ý C này, ta giải quyết ý C trước này, ý C. Thì ta gọi thôi PN bằng 7 nhân với 2 mũ 2N trừ 2 cộng với 3 mũ 2N trừ 1. Đấy, thằng này chia hết cho 5. Đương nhiên là ta vẫn phải chứng minh là gì? À, đầu tiên hay là ta xét đầu tiên với N bằng 1. Đấy, bước đầu tiên với N bằng 1. N là nhỏ nhất đây. L thuộc L sao? L sao thì bỏ 0 đi đúng không? Không có số 0. Vậy bắt đầu từ 1. Đấy, L bằng 1. L bằng 1 thì ta có P1 bằng P1 bao nhiêu? Thay 1 đây. 2 chia 2 hết bằng 0. 2 mũ 0 thì bằng 1. Vậy đang bằng 7 này. À, thằng này à, thằng này 2 mũ 1 2 2 trừ 1 là 1 cộng với 3 bằng 10. 10 đương nhiên là chia cho 5 rồi. Đấy. Vậy thì ra nó đúng với N bằng 1. Ok, xong ý thứ nhất, hai bước thứ nhất. Sang bước 2 giả sử đúng với N bằng K, tức là ta có đấy, PK bằng 7 nhân với 2 mũ 2K trừ 1 cộng với 3 mũ 2K trừ 1. Ở đây 2K trừ 2 chứ sao lại trừ 1 rồi. 2K trừ 2 rồi. Thằng này chia cho mấy? Chia cho 5. Ok. Bây giờ ta phải chứng minh, ta chứng minh. Ta phải chứng minh đang đúng với N bằng K cộng 1. Ok. Tức là ta chứng minh gì? Ta chứng minh PK cộng 1 bằng 7 nhân với 2 mũ 2K cộng 1 trừ 2 cộng với 3 mũ 2K cộng 1 trừ 1 là cũng phải chia cho 5. Cả cái cụm này là chia hết cho 5. Chỗ này chúng ta đó, đóng vào ngoặc này. Đấy, chọn đúng. Rồi.
Thế ta chứng minh thôi, đúng không? Ta chứng minh này. Chứng minh như nào đây? Bây giờ ta có này. Ta có PK cộng 1 bằng, đấy, viết lại thôi, 7 nhân với 2 mũ 2K cộng 1 trừ 2 cộng với 3 mũ 2K cộng 1 trừ 1. Bây giờ ta biến đổi này, ta biến đổi. Ta chú ý một số công thức. A mũ M cộng với N thì bằng A mũ M nhân với A mũ N. Đấy, ta chú ý lại nha. Thế này bắt đầu ta, với hai là chúng ta nhìn về cái biểu thức PK này này, nhìn biểu thức PK, lưu ý như vậy nhá. Chúng ta nếu như ở đây mà ta nhân ra, ví dụ thằng này 7 nhân với 2 mũ 2K cộng 2 trừ 2 bằng 0 thì nó rất là khó, mà ta cứ trừ 2 đã. Đó, thành một cụm để làm gì? Chúng ta thấy này, tí nữa chúng ta thấy 2K trừ 2. Được chưa? Còn cộng 2 kẻ nó. Ok. Tiếp tục này. Thằng này thế thôi, 3 mũ 2K trừ 1 thành một cụm, đúng không? Chỗ này là cộng 2, kệ nó. Ok. Đấy, chúng ta bắt đầu áp dụng công thức này. Nhớ nhá, chúng ta mà lúc này trừ 2 cộng 1 là chúng ta không thể đi về đâu, chúng ta phải nhìn về cái thằng PK này. Nhìn PK nó có gì? Nó có 2K trừ 2 và 2K trừ 1. Thì ta phải biến đổi về chỗ 2K trừ 2 và 2K trừ 1. Được chưa? Chúng ta bằng này, tiếp tục này. Ta sẽ có 7 nhân với gì? Nhân 2 mũ 2K trừ 2 nhân với 2 mũ mũ 2, đúng không? 2 mũ 2 cộng với 3 mũ 2K. Cái này không thể ngoặc đâu, bỏ ngoặc đi. 2K trừ 1 rồi nhân với 3 mũ 3 mũ 2, được chưa? Rồi, ok. Đó. Tiếp tục này. Bằng thằng này mấy? Thằng này là 4, đúng không? 4 này nhân với 7 này nhân với 2 mũ 2K trừ 2 này cộng với thằng này là mấy? Là 9 này nhân với 3 mũ 2K trừ 1 này. Ok, chúng ta sẽ nhìn về cái thằng này. Thằng này nó chỉ có 7 nhân với 2 mũ 2K trừ 2 cộng với 3 mũ 2K trừ 1. Thế chúng ta sẽ phải tách thằng này ra để nhóm cái thằng 4 ra ngoài để cho thành cái PK. Vậy thì thằng 9 này sẽ bằng 9 bằng bao nhiêu? 4 cộng với 5. Thế ta sẽ tách thằng này. Sẽ bằng này, 4 nhân với, đừng có nhân vào nó sẽ mất dạng ngay. 2 mũ 2K trừ 2. Thằng này cộng với 4 này nhân với 3 mũ 2K trừ 1. Rồi, đương nhiên là phải cộng mấy? Cộng với 5 nhân với 3 mũ 2K trừ 1. Ok. Cái chỗ này ta nhóm gì? Nhóm 4 ra ngoài. Đấy, nhóm 4 này, chỗ này nhóm 4 ra ngoài. Thì trong còn 7 nhân với 2 mũ 2K trừ 2 cộng với 3 mũ 2K trừ 1. Đóng ngoặc, ok đấy. Còn lại cộng với 5 nhân với 3 mũ 2K trừ 1. Xong rồi, chúng ta nhìn này, đây chính là bằng 4 nhân với PK của chúng ta cộng với 5 nhân với 3 mũ 2K trừ 1. Ok, đến đây thì chúng ta coi như xong rồi nha. Coi như xong, bởi vì sao? Ta thấy đương nhiên là PK là chia cho mấy rồi? Chia cho 5. Và 5 nhân với 3 mũ 2K trừ 1 thì đương nhiên là chia cho 5 rồi. Đấy. Vậy từ đấy suy ra là PK cộng 1 là chia hết cho 5. Ok. Đấy, chia cho 5. Thằng PK chia hết cho 5 thì 4 nhân với PK đương nhiên chia cho 5. Còn 5 nhân với cụm này thì đương nhiên nó chia cho 5 rồi, vì thằng này nó gì? Thì K là số tự nhiên lớn hơn 1. Được chưa? Lớn bằng 1 đấy. Ok. Vậy thì suy ra điều phải chứng gì? Điều phải chứng minh rất là đơn giản, đúng không? Quan trọng nhất là cái tách chỗ này này
Cái này mà các em mà cứ nhân ra xong rồi 2k trừ 2 rồi cộng với 2 thì chúng ta không biết làm thế nào đâu. Chúng ta rất là khó. Ta nhớ nhá, đừng có chúng ta đừng có cộng vào luôn. Đây, triệt tiêu chỗ này đi thì thôi hỏng rồi. Toàn ngay lập tức, được chưa? Tất cả các dạng liên quan mũ chúng ta cố gắng sử dụng cái công thức này để chúng ta tách ra thành một cái cụm. Đấy, hay nói cách khác, ta sẽ chứng minh được cái thằng PK, tìm cái thằng PK cộng 1 đây này sẽ bằng A nhân với thằng PK cộng với gì? Một cái ví dụ cần chia cho số A chẳng hạn, A nhân với một cái biểu thức nào đó UN chẳng hạn. Đấy, thì cái thằng A này là cái biểu thức nó chia hết này. Đấy, ta nên hay như vậy. Thằng này đương nhiên là gì? Thằng này là chúng ta sẽ chia cho cái số A được rồi, trong trường hợp tổng quát là như vậy. Đấy. Tương tự như vậy chúng ta tự làm ý D. D khác thế nào cả. D. À, ý D này ta gọi là PN đi. Thì bằng 3 mũ 2N cộng 1 cộng với 2 mũ N cộng 2 là chia cho 7. Chia hết cho 7. Được chưa? Tương tự là với N bằng 1 thì ta có P1 bằng A1 đây thì 3 rồi đúng không? Em nhỉ? 2 mũ 2 cộng 1 3, 3 mũ 3 cộng với 2 mũ 3 đúng không? 3 mũ 3 là 27. 23 cộng với 8 bằng bao nhiêu? Bằng 35 đúng không? 35 thì đương nhiên là chia cho 7 rồi. Ok, suy ra đúng với N bằng 1. Xong. Giả sử đúng với N bằng K, tức là ta có đấy, PK bằng 3 mũ 2K cộng 1 cộng với 2 mũ K cộng 2 chia cho 7. Đấy, giả thiết như vậy. Để chứng minh, để chứng minh nó đúng với N bằng K cộng 1. Rồi. Tức là ta phải chứng minh gì? Ta phải chứng minh là PK cộng 1 chia cho 7. Ok. Đấy. Vậy ta có này. Ta có PK cộng 1 bằng rồi. Chỗ nào K N thay bằng K cộng 1 thôi, 3 mũ 2K cộng 1 cộng 1 cộng với 3 2 mũ K cộng 1 cộng 2. Ok, bằng giống như vừa rồi thôi. Ta nhìn vào đây, chúng ta đang cần 2K cộng 1 và K cộng 2, thì chỗ này chúng ta sẽ bằng 3 mũ 2K nhân tung ra, nhân tung ra cộng 1 đây rồi đi, cộng 2 bên ngoài này đó. Chúng ta đừng có nhân cộng vào là được, cộng vào là sẽ mất dạng ngay. Cộng với 2 mũ K cộng 2 đúng không? Thì K cộng 2 thành một cụm đấy, cộng 1. Đó, kệ nó. Rồi tách cho tôi, áp dụng công thức A mũ M cộng N thì bằng A mũ M nhân với A mũ N. Đúng không? Thế ta sẽ bằng là 3 mũ 2K cộng 1 nhân với 3 mũ 3. Đó chưa? À, trên 3 mũ 2 chứ. Chết, 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 nguy hiểm, nguy hiểm. Nguy hiểm chưa? Rồi. Ok. 3, ô đơ đơ rồi. Bằng đúng không? Ba chết 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 sao này? Làm nhanh thế. Ủa, sao nó không xóa được này?
Hay quá nhỉ. Kệ nó đi. Bằng này. 3 mũ 2k cộng 1 nhân với 3 mũ 2. Được chưa? Rồi cộng với 2 mũ k cộng 1. À xin nó k bằng 2 chứ, sao lẫn thế? K cộng 2 nhân với 2 mũ 1. Đúng không? Rồi. Ok. Thế nhỉ? Xóa luôn nhỉ? Chết giả, chết giả, chết giả. Tự nhiên này. Nhiên này nó xóa hết này. Biên lại nhá, thầy biên lại nhá. Bằng này. 3 này, 3 mũ 2 này. Cộng với này. 2 mũ k cộng với 2 này. Nhân với 2 mũ 1 này. Rồi. Bằng này. Đây, 3 mũ 3 là 9 này. Nhân với 3 mũ 2k cộng 1 này. Ok. Rồi cộng với 2 nhân với 2 mũ k cộng 2 này. Được chưa? Nha. Rồi bây giờ ta tách này, nhìn vào đây chia cho 7 đúng không? Ô 7 thì 9 nên ta thành thành tách thành 2 nhân với 2 cộng với 7 thì chỗ này thì bằng 7 này nhân với 3 mũ 2k cộng 1 cộng với 2 nhân với 3 mũ 2k cộng 1 cộng với 2 nữa nhân với 2 mũ k cộng 1 à cộng 2. Ok. Đúng không? Bằng 7 nhân với 3 2k mũ 2k cộng 1 cộng với 2 ra ngoài. Đấy, hình ảnh PK đằng sau này. 3 mũ 2k cộng 1 cộng với 2 mũ k cộng với 2. Đó. Đây có phải PK của ta không? Đấy, chính là cái PK này này. Đây, chính thằng này. Đó, ta phải giữ nguyên đấy để thế này, PK bằng 7 nhân với 3 mũ 2k cộng 1 cộng với 2 nhân với pk. Rồi đây chứng minh tương tự, thằng này chia cho gì? Đây chia cho 7 này, thằng này cũng chia cho 7 rồi thì lúc này suy ra là pk cộng 1 chia cho 7. Suy ra điều phải chứng minh. Ok chưa? Đó. Rất đơn giản đúng không? Rồi cái dạng này nếu chúng ta biết cách tách thì nó rất là dễ thôi. À, chúng ta đã xong ý đề. Tiếp tục ta sang ý tiếp theo. À, cái IE này kết hợp cả mũ và cả cái biểu thức liên quan đến đa thức đúng không? IE là sự kết hợp này. Là PN này bằng 4 mũ N cộng với 15N trừ đi 1. Đấy, thằng này chia cho 9. Chia cho 9. Rồi. À, tao thấy thứ nhất là với N bằng mấy? N bằng 1. Thì ta có P1 bằng 4 này cộng với 15 này trừ 1 bằng 18 đúng không? 18 đương nhiên chia cho 9 rồi. Đúng. Đúng với N bằng 1. Xong. Tiếp tục giả sử. Đúng với N bằng K. Rồi. Người ta chứng minh. Đúng với N bằng K cộng 1. Không nhờ? Tức là ta phải chứng minh nhỉ? Ta phải chứng minh là PK cộng 1 chia cho 9. Rồi. Đấy. Vậy ta có này. Ta có PK cộng 1 bằng cái gì? Thay vào thôi. 4 mũ
K cộng 1 cộng với 15 nhân với gì? K cộng 1 trừ 1 đấy. Chúng ta sẽ biến đổi hướng về cái PK nha, bằng này. Đương nhiên là 4 nhân với 4 mũ K rồi. Đấy. Cộng với 15 K được chưa? Thằng này 15 cộng 15 trừ 1 thì cộng bao nhiêu? Đúng nhỉ? Cộng 15 trừ 1 thì còn cộng với 14. Ok. Thế bây giờ người ta nhìn thế này thì người ta khó thấy nó gì? Chia cho mấy? Chia cho khó chia cho 9 đúng không? Người ta nhìn. Nhưng tuy nhiên người ta thấy này, thằng này người ta phải biến đổi thành 4 nhân với cái thằng PK. Đây người ta PK đây. Đâu nhỉ PK đâu? Ồ, PK thì chúng ta phải đúng với NK 1, tức là chúng ta phải có là PK đây. Quên chỗ này rồi, bằng 4 mũ K cộng với 15K trừ 1. Đây, thằng này phải chia cho 9 chứ. Đó, chúng ta phải hướng về thằng này. Ta phải hướng về thằng này đúng không? Nhưng thằng này muốn, thằng này mình hướng lại bằng 4 này. Nhân với 4 mũ K này, cộng với 15K này. Đúng không? Rồi trừ 1 đi. Mình cứ mạnh dạn trừ 1 đấy đúng không? Thì chúng ta lại đang gì? Đây đang bao nhiêu? À chúng ta đang cộng với 45 này đúng không? 45K. À đâu 60K chứ gì đấy. Phải không nhỉ? Đúng rồi. Chúng ta đang cộng với 60K. Thì chỗ này có 15K rồi. Thì chúng ta phải là trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 45K. Ok. Thằng này chúng ta đang là gì? Đang trừ 4. Thì phải cộng 4, tức là cộng với 10 mấy? 18. Đúng chưa? Chuẩn đấy. 60 này. 41 là 4. 4, 5, 20, 60K. Trừ 45K còn 15K. Chuẩn rồi. Ok. Rồi. Bằng gì? 4 này nhân với PK này. Đó. Trừ đi thằng này nhóm, trừ đi 9 ra ngoài đi, thì trong này có gì? Thằng này 9545 đúng không? Thì 5K trừ 2 đó. Thì đương nhiên thằng này chia cho mấy? Thì ta có này, ta có PK là chia cho 9. 9 nhân với 5K trừ 2 cũng chia cho 9. Vì vậy người ta sẽ có PK cộng 1 cũng chia cho 9. Ok, đấy. Chúng ta phải thêm bớt cộng làm sao đó để cho thấy một cái chỗ mà chúng ta có thể chia cho 9. Đấy. Vì đương nhiên là suy ra điều phải chứng minh rồi. Đúng không? Đây, rồi, điều phải chứng minh của chúng ta. Xong, để e. Được chưa? Tiếp tục ta sang IF. IF này cũng dễ thôi. PN bằng 11 mũ N cộng 1 cộng với 12 mũ 2N trừ 1. Đó. Này chia cho 133. Ồ cái này nhìn to này sợ nhưng rất là dễ. Thứ nhất là với N bằng 1. N bằng 1 thì ta có P1 bằng đây là 11 mũ 2 đúng không, cộng với 12 là 1 mà cũng mũ 1 đấy, cũng 1. Ok, vậy 11 bình phương thì bằng 121 cộng với 12 thì đây chả bằng 133 đúng không, chia cho 133 rồi đấy, đúng rồi, xin ra đúng với n bằng 1. Ok, bây giờ giả sử đúng với n bằng k, n bằng k tức là ta có
PK bằng 11 mũ K cộng 1 cộng với 12 mũ 2K trừ 1 chia hết cho 133. Ok, đúng không? Bây giờ ta chứng minh đúng với N bằng K cộng 1. Đấy. Tức là ta phải chứng minh PK cộng 1 cũng chia hết cho 133. Rồi, bây giờ ta sẽ chứng minh này. Ta có PK cộng 1 bằng gì? Chúng ta cứ thế chỗ nào có N thì thay bằng K cộng 1 thôi. 11 mũ K cộng 1 tức là K cộng 12 cộng 1 đi. Được chưa? Ok. Rồi, cộng với 12 mũ 2K cộng 1 rồi trừ 1. Bạn hãy dễ mà. Chúng ta nhìn vào đây, có K cộng 1 đây đúng không? Thì chỗ này ta phải giữ nguyên thằng này. Đó, thằng này tách ra thì bằng này 11 mũ 1. Đó, nhân với 11 mũ K cộng 1. Ok. Thằng này nhân ra cộng với 12 mũ gì? Chúng ta nhìn 2K trừ 1 thì 2K trừ 1 chứ 2K trừ 1. Rồi nhân với 12 mũ mấy? 12 mũ 2. Rồi. Ngon rồi. 11 nhân với 11 mũ K cộng 1 cộng với 12 bình phương. 12 bình phương nếu không nhầm nó là 144. Đúng nhỉ? 12 bình phương là 144 sao? Có máy máy. Không chắc lắm. 12 bình phương. À đúng 144 rồi. Đây ta sẽ là 144. 144 nhân với 12 2k trừ 1. Thế 144 mà trừ đi 11 thì chẳng 133 đúng không? Bằng 11 nhân với 11 mũ k cộng 1 này cộng với 11 nhân với 12 mũ 2k trừ 1 này cộng với 133 nhân với 12 2k trừ 1. Ok, thằng này chính là bằng bao nhiêu? 11 nhân với 11 mũ K cộng 1 cộng với 12 mũ 2K trừ 1 cộng với 133 nhân với 12 mũ 2K trừ 1. Thằng này chả bằng 11 nhân với PK đây, cộng với 133 nhân với 12 mũ 2K trừ 1 à. Thì PK chia cho bao nhiêu? Chia 133 rồi đúng không? Thằng này chắc chắn là chia 133 vì nó hệ số 133 đúng không? Rất đơn giản, người ta có ta thấy PK là chia cho 133 để giả thiết đúng không? 133 nhân với 12 mũ 2k trừ 1 cũng chia hết cho 133. Vậy từ đấy suy ra PK cộng 1 chia hết cho 133. Bây giờ điều phải chứng minh. Ok. Đấy. Đó. Rất là đơn giản thôi đúng không? Cái dạng chia hết này nếu ta biết cách làm thì nó quá là đơn giản. Chúng ta lưu ý như vậy. Đó. Thế thì ở trong video này thầy đã chứa ông ta hai cái dạng. Thứ nhất là chứng minh một cái đa thức liên quan đến N. Cái thứ hai, cái dạng thứ hai đó là liên quan đến hàm mũ. Đó. Tức là A mũ N. Thì chúng ta chú ý cách hai cách đấy có thể nó hơi khác nhau một chút xíu, ta lưu ý. Video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các em.